Yo, what's up? Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Không Cận TV đây bạn ơi. Yeah. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là anh em đang xem cái video này vào tối 30 Tết đúng không? Là chuẩn bị giao thừa, anh em còn mấy tiếng nữa là giao thừa rồi. Không biết là anh em đã chuẩn bị cái gì cho ngày Tết chưa nhờ? Ví dụ như là đi mua quần áo mới nè. Đây anh em xem là tôi mới mua đống quần áo mới luôn. Nhưng mà ngày Tết mặc đồ màu đen nó có hơi bị xui không ta? Thôi, ngày Tết không nên nhắc đến chữ xui, các bạn hiểu không? Không nên nhắc đến chữ xui. Nói chung mặc đồ màu đen là bởi vì mập. Ừ, bởi vì mập quá cho nên mặc đồ màu đen để nó che mở lại thôi chứ không có gì đâu. Anh em đã chuẩn bị đồ Tết chưa? Hay là đi làm một cái bộ tóc mới giống như tôi chẳng hạn đây. Tôi là chuẩn bị Tết cho nên là tôi mới vừa đi nhuộm lấy tóc nè anh em. Bạn nào đang xem video này mà còn nhỏ quá thì chưa nhuộm tóc được đâu nha. Còn tôi nghĩ là chắc có nhiều bạn đang xem video này cũng đi làm tóc giống tôi đúng không mà. Nhìn có đẹp trai không anh em? Ok, mà thôi, nói đùa với anh em vậy thôi. Nói chung là ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị đến Tết rồi. Cho nên mình xin chúc anh em một năm mới tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui bên gia đình nha. Bạn nào còn đi học á thì sẽ càng ngày càng học giỏi, càng ngày càng xinh đẹp và đạt được những thành tích tốt nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video nha mọi người. Let's go. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu vào con game của chúng ta thôi anh em ơi. Ok, thì mình nghĩ rằng là như anh em đã đọc tiêu đề thì tôi nghĩ anh em cũng biết rằng video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì rồi, đúng không? Đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm về những con map Roblox hay nhất mà những bạn fan đã gửi cho tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có map gì đây? Chơi thử rồi sẽ biết nha. Thì con map đầu tiên của chúng ta là một con map đạp xe đạp. Thì hình như cái con map này lúc trước tôi có quay video cho Sammy nè, là tôi có chơi thử con map này rồi. Nhưng mà bởi vì map này khá là hay cho nên tôi muốn giới thiệu cho các bạn luôn. Thì con map này được comment bởi một bạn có tên là Sơn Tùng MTB. Cái gì? Sơn Tùng MTB vô comment kênh tôi luôn hả? Cái này chắc là fan rồi, chứ Sơn Tùng mà comment kênh tôi thiệt thì hơi bị chấn động đó. Thì chúng ta sẽ có thể chơi đạp xe. Nhưng mà không phải là đạp xe bình thường mà chúng ta sẽ phải đạp xe vượt thử thách đó anh em thấy không? Mình sẽ phải đạp xe vượt qua những cái thử thách như thế này nè. Trời, sao mà dễ quá vậy ta? Đấy. Chơi cái này á là không phải đạp từ từ như hồi nãy mình đạp đâu, mà là mình phải đạp liên tục như thế này nè thì nó mới VIP Pro anh em hiểu không? Đấy, mình phải đạp đó đó, xém té luôn ba. Đó, trời ơi, quá đơn giản. Hình như là mình nhớ là có ai đó đã đạt được cái kỷ lục khi mà chơi cái game này là người chơi game này nhanh nhất luôn á. Thì tôi là tôi chắc tôi không chơi nhanh nhất được đâu, tại tôi mới thua rồi. Đó, tôi không chơi nhanh nhất được như người ta đâu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng, các bạn hiểu không? Đấy, rồi từ từ chờ cái thanh kia nó chạy qua đã. Ê, rồi qua luôn. Đấy, ok. Việt Nam Racing Boy mà, cho nên là mình không thể nào mà gọi là thua mấy cái bạn người nước ngoài chơi map này được, các bạn hiểu không? Đó, ở nước ngoài là chắc là không có Racing Boy gọi là VIP Pro như ở Việt Nam mình đâu đó, cho nên là tôi là phải vượt qua hết. Trời, anh em thấy tôi đạp nghệ không anh em? Đấy. Mà map này hay ở chỗ nha, là gọi là mấy bạn đạp xe á, nếu bạn đạp càng nhanh á thì xe của bạn á sẽ chạy càng nhanh. Việc nó hơi sai sai, ta đạp nhanh thì chạy đuôi thì chạy nhanh là đúng rồi. À không, ý mình là ví dụ mà mấy bạn đạp càng nhanh á thì tốc độ của bạn sẽ rất là nhanh. Ủa thì cũng khác gì đâu. Nói chung là mấy bạn đạp nhanh thì nó phơi hơn, nó vui hơn, các bạn hiểu không? Đó, mấy bạn đạp nhanh giống mình rồi đó, thấy không? Rồi, chạy ra. Chạy ra. Ui! Bị cái cây cột đánh một phát một văng xuống dưới đất luôn mấy ba. Làm lại nha, làm lại nha, quê quá, làm lại nha. Đấy, phóng qua mấy cây cột luôn. Rồi, lưu điểm hồi sinh. Rồi, ai da. Nè mấy bạn coi tôi nha, tôi làm thử một pha gọi là không bị fail một lần nào luôn nè. Đây anh em coi nè, đấy. Chạy liên tục luôn cho anh em xem nha. Đây coi nè, đấy, nhảy qua luôn. Trời ơi, người ta mấy cái đoạn đó nhảy qua luôn nè. Ơi. Làm lại nha, làm lại nha. Hồi nãy là nháp thôi, giờ làm lại nè. Nè bây giờ là không té lần nào cho các bạn coi nè. Ê, không té lần nào nha, không chơi thua lần nào nè. Ghê không ngầu không ấy. Ok, ui rồi thôi không gáy nữa bạn ơi, cứ gáy cho mấy bạn vui vui thôi, nhưng mà gáy nhiều quá mấy bạn bảo tôi nổ, mấy bạn kêu tôi gà nữa không được. Mấy cái chướng ngại vật này càng lúc thì sẽ càng khó hơn. Trời ơi, càng lúc nó càng khó hơn mọi người ạ. À, ê, tôi sẽ thử cố gắng thêm xíu nữa. Thôi, nói chung là map này là map hay nha các bạn nha. Từ nãy giờ tôi cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng mà tôi bị té hoài à. Tại vì là tôi vừa chơi tôi vừa nói tôi quay video cho các bạn á, chứ tôi không có tập trung được, các bạn hiểu không? Chứ tôi mà tập trung được á thì tôi vẫn thua. Thì map này thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chấm cho con map này được 10 điểm luôn nha các bạn nha. Từ đó giờ là chưa có con map nào mà tôi chấm cho được 10 điểm đâu. Nhưng mà map này phải nói là quá hay, bởi vì là những cái thử thách ở trong đây cũng rất là thú vị, và cái cách vượt thử thách nó cũng vui nữa, là mình sẽ vừa đạp xe mình sẽ vừa vượt thử thách, cho nên là nó khá là hay. Nói chung là map này 10 điểm nha em. Chúng ta cùng nhau đến với map tiếp theo nào. Let's go.
tẻ nữa. Rồi, ok, map đầu tiên đã rất là hay. Thì không biết rằng là map tiếp theo có hay hay không đây. Để mình xem thử nha mọi người nha. Thì con map tiếp theo này là một con map của một bạn có tên là Phan Tấn Anh. Cảm ơn bạn Phan Tấn Anh rất là nhiều vì đã gửi cho mình con map này. Thì cái map này chơi cũng rất là đơn giản thôi. Đó chính là mấy bạn chỉ cần đi đến đây nè. Mình sẽ trượt cầu trượt, mày không? Đó, mình trượt cầu trượt xuống như thế này nè. Đấy, cái xe mình sẽ trượt như thế này. Sau sẽ văng ra ngoài đây. Tưng, 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 500 điểm. Thế là 500 điểm thì mình sẽ được 500 tiền. Đấy, và chúng ta có tiền để làm gì các bạn biết không? Chúng ta có tiền để chúng ta đi mua mấy cái quả trứng này nè các bạn. Ở xung quanh đây á, thì tôi thấy nó có mấy cái cục tròn tròn sáng sáng này. Tôi không biết là cái gì. Chắc là hình như là dùng để tăng thêm tốc độ chạy nhanh cho cái xe của mình hay sao các bạn. Đó, cho nên là tôi sẽ lượm thử nha. Rồi ok, từ nãy giờ là tôi thấy là tôi cũng lượm được khá khá rồi đó. Để tôi xem với test thử cái xe của tôi nó có chạy nhanh hơn được chút nào nha mọi người. Ok. Rồi ơi, ok, cho tôi 500 à không 600 điểm luôn đi. 600 điểm. Yeah, 7 luôn, 700 điểm luôn. Trời ơi, xem nữa một chút xíu là được 700 điểm rồi mọi người ơi. Nhích thêm xíu nữa là được 700 điểm luôn rồi đó. Thì ở bên đây là một quả trứng là 500 tiền xu mà hồi nãy giờ mình chơi mình đã kiếm được 6000 xu rồi. Cho nên tôi sẽ mua thử một quả bên đây trước tôi xem thử coi. Ok, quả bên đây của chúng ta sẽ được con gì đây? Một con mèo màu trắng. Hàng hiếm nha các bạn nha, hàng hiếm nha. Được, 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 hàng hiếm nè. Mua tiếp để coi được con gì tiếp không. Cho tôi một con gì đó huyền thoại đi. Kiểu huyền thoại cho nó xịn, hiểu không? Con này là con chó hả? Bình thường, trời ơi, con này là thuộc dạng kiểu bình thường rồi. Cái con gà màu đỏ trên đây các bạn thấy không? Hy vọng là sẽ ra được con gà nha. Con gà, con gà, con... Rồi, ra con thỏ luôn mấy bà. Cho tôi con gà đi, cho tôi con gà đi. Tôi muốn con gà, cho tôi con gà đi. Con gà màu đỏ. Lại là con thỏ màu đen. Con gà, con gà, con gà, con... Con chó. Con gà, con gà, con gà, con gà. Lại là con chó. Con gà. Tôi sẽ mở đến khi nào tôi mở được con gà thì thôi. Con gà đi, cho tôi con gà đi mà. Trời ơi, cho xin một con thôi cũng được. Ây da, khó chịu chứ. Thôi rồi, bây giờ tôi xoay đến khi nào tôi ra được con gà tôi sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Later. Mấy bạn à, game là dễ, bạn hiểu không? Mấy bạn xem đây, sau 5 phút đồng hồ quay thì từ nãy giờ tôi cũng đã kiếm được một con gà rồi. À không, nó là con chim đỏ nha các bạn nha, không phải con gà nha. Hồi nãy mình tưởng con gà. À, hiểu rồi. Là có nghĩa là mấy cái con động vật này nó sẽ biến thành cái bánh xe cho mình. Ui trời. Trời ơi, mấy ngàn điểm luôn. 5000 điểm nè, 6000 điểm nè. Ui 7000 điểm. Trời ơi, 7000 điểm. 7070 điểm mấy bạn ạ. 7070 điểm. Wow. Rồi, quả cuối cùng nè. Con cá đi. Cho tôi con cá đi. Một con thôi, một con cá thôi cũng được. Rồi xong ra con chim nữa. Trời ơi. Lắp mấy cái này vô đi, lắp mấy cái bánh xe vô. Tôi sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để tôi quay ra cho bằng được con cá nha các bạn nha. Đó. Ui. À, trời ơi, nó bay xa dữ vậy trời. Hơi bay hơi bị xa nha, 11000 rồi nè. Ok, xa quá, bay hơi bị xa luôn nha mấy ní nha, 17000 rồi nè. Ok, 20000 nè, tôi nghĩ là sẽ lên được 25 á. Ok, 22000 rồi nè. Ok, 23000. 24000, 25 không? Được lên 25 không? Nhích lên xíu được 25 rồi. À, được 24000. Con gì đây, con số gì đây? À, lại là con núi. Con gì đây, con số gì đây? Hãy cho tôi con cá đi nào. Con cá, con cá, con cá. Trời ơi, sao lại là con thỏ nữa? Hey, tôi quay hết tiền luôn rồi mà vẫn không ra được con cá anh em ạ. Bay tiếp. Lần này cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cái gì ta xoay thêm nào. Đây, để coi lần này nó sẽ bay được đến cỡ nào anh em nhá. Để coi ơi, hiện tại là bay được đến 10000 rồi nè. 16000 luôn nè, bay được tới tận 16000 rồi nè. 31000 luôn rồi, trời ơi. Thì lắp mấy con cá vô chắc nó bay đến đích luôn các bạn. Ok, rồi lên đi, lên 35 luôn, binh lên 35 luôn, xíu nữa. Trời ơi, lên xíu được 35 rồi. Game này nghiện quá bạn ơi, game này dễ nghiện quá. Mình chơi mình cố gắng để mình quay được con cá. Game này hết vui rồi. Má ơi, từ nãy đến giờ vẫn không ra được con chim, tàn ra con thỏ đen thui tùi lùi rồi. Quay phát quay cuối cùng nè, lần này mà không ra nữa thì bỏ luôn nè. Vẫn không ra được con cá, trời ơi con cá khó vậy luôn hả bạn. Trời, con cá này 2%, hết sạch tiền, hơi bị xui xíu. Nhưng mà nói chung là map này khá là hay nha bạn. Map này thì theo như mình thấy á, là gameplay cũng khá là thú vị nè.
là chúng ta sẽ gọi là quay gacha, hiểu không? Chúng ta sẽ quay ra ra được những con bet này thì chúng ta sẽ chơi đua xe. Thì mình thấy là map này khá là hay, cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ chấm cho con map này được khoảng 9 điểm nha các bạn. Ok, map này được 9 điểm nha. Rồi, map tiếp theo nha. Let's go. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo nào. Để tôi xem coi map này là map gì đây ta. Hình như là dược mê cung mọi người à. Tôi thấy ở bên dưới là có mấy cái mê cung nè. Ok, thì map này có một bạn có tên là MrBeast Việt Nam. MrBeast Việt Nam. Tính ra là hết Sơn Tùng MTB rồi. Thì bây giờ tới lượt MrBeast comment kênh của tôi nữa các bạn ạ. Nhưng mà cái này là MrBeast Việt Nam chứ không phải là MrBeast của nước ngoài. Cho nên là không biết rằng là có được tiền thưởng giống như trong video của MrBeast không ta. Kiểu như là nếu như vượt qua được cái thử thách map này á, sẽ được thưởng 100 triệu đô chẳng hạn. Nhưng mà mở đi còn có không có. Thôi không sao cả. Cảm ơn bạn MrBeast Việt Nam đã comment cho mình con map này nha. Để xem coi map này là chơi sao đây. Ủa khoai từ. Có gì ở bên đây vậy? Hả? Ui, cái gì vậy? Ui một cái đầu mấy má ơi. Cái gì vậy? Ui ui nó đuổi theo mình, nó đuổi theo mình. À vậy là ui sao có hai cái? Cái gì bốn cái luôn vậy? Ui 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 cái đầu. À rồi tôi hiểu rồi. Map này là phải vừa vượt mê cung mà phải vừa né mấy cái đầu nữa mọi người ạ. Trời ơi nó đông, nó nhiều quá vậy, nó nhiều quá sao chứ né kịp. Được. Vẫn né được nha bạn, vẫn né được. Ok. Sao hai cái đầu đứng kế bên tôi luôn vậy? Tôi bị kẹt rồi mọi người ơi. Cái đầu nó kẹt tôi lại ơi. Hình như là cái map này nó bị lỗi hay sao, tôi thấy nó cứ bị biến mất mấy cái đường đi nè. Rồi, bây giờ chạy qua đâu nữa? Trời ơi. Thua rồi. Rồi sau đó là chạy qua đây luôn được không? Không được. Map này coi bộ là khá là hay đó, nhưng mà hình như là nó hơi bị lỗi các bạn ạ. Nó bị lắc map nè, cho nên nó bị mất hết mấy bức tường nè. Mình không biết đi đường nào hết trơn á nè. Nguyên cái đường này giờ không biết đi đường nào nữa các bạn. Ok thử đi thẳng đi nha, thử đi thẳng luôn coi được không nha. Đó thấy không? Bị vướng lại nè, thấy không? Nó không có đi thẳng được. Đường nào đi nữa, con đường đi nè. Ây da, map này hay nhưng mà bị lỗi rồi em ơi. Trời ơi, MrBeast Việt Nam kiểu này là xong tôi rồi. Làm map lỗi kiểu này là chết tôi rồi. Ôi, hỏi bạn ơi, nói chung là map này là cũng là một con map kinh dị dược mê cung cũng khá là hay. Nhưng mà có điều là cũng bị một cái điểm trừ là map bị lắc, map bị lỗi. Cho nên là đi qua không có được. Ok, thôi, nói chung là map này thì anh chấm cho được khoảng 5 điểm em nha. Nói chung là cũng hay đó nhưng mà bị lỗi nhiều quá chơi không được. Ok, chơi map khác nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo nha các bạn nha. Thì cái con map này là một con map của một bạn có tên là Trần Tuấn Đại. Ok, cảm ơn bạn Trần Tuấn Đại rất là nhiều vì đã tặng cho anh con map này. À không, nhầm, comment cho anh con map này chứ tặng gì. Nhầm, hồi nãy cứ nhắc đến MrBeast riết rồi, tôi cứ nhắc đến tặng à. Ước gì MrBeast tặng quà cho mình. giỡn. Ơi rồi, thì cái con map này á thì theo như tôi đọc ở ngoài hướng dẫn á thì map này là có tên là map làm bác sĩ các bạn ạ. À. Đó, làm bác sĩ bằng cách nào thì các bạn hãy xem đây. Hiện tại đây là cái bệnh viện của mình, thì bạn thấy là bệnh viện của mình chưa có gì hết trơn á, ngoài một cái bạn Thu Ngân ở đây đó. Bạn này là một cái bạn tiếp tân chứ nhầm, tiếp tân đó, bạn tiếp tân. Ồ, bạn tiếp tân xinh thế nha. Ừ, nhìn đáng yêu thế, nhìn giống chị Mít Thi. dễ hương. Rồi, thì con map này á thì khi vào đây thì bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có thêm mấy cái người mặc đồ bệnh nhân như thế này các bạn. Đó, đây là đồ của bệnh nhân bên nước ngoài nè. Đó, thì đây là những người họ đang bị bệnh thì chúng ta sẽ cần phải xây bệnh viện để cho họ được đi khám bệnh các bạn hiểu không? Thì tiền đâu ra xây bệnh viện thì bạn hãy nhìn đây. Đây, ở bên đây có một cái anh công nhân, thì anh công nhân này đang làm cái gì tôi không biết nữa, mấy cục xanh xanh này là cái gì tôi không biết nữa. Slam hả? Đây là cái gì tôi không biết các bạn ạ. Đấy, ở bên đây cũng có một bạn công nhân, bên đây cũng có một anh công nhân nữa đó, bên này cũng có thêm một chị công nhân nữa. Đấy, mấy người công nhân này sẽ giúp mình là tạo những cái khối này, và trên mỗi cái khối này sẽ có 50 đô hả? À 50 đô đây. Thì khi mà mấy cái khối này được đi vào trong đây á thì mình sẽ được tăng tiền. Thì các bạn sẽ có thể thấy tiền được tăng lên ở chỗ này nè. Đây, mày thấy không? Ở trên đầu của chị Tích Tân này mày thấy không? Đó, có cái số tiền nó đang dần tăng lên thấy không? Đấy, thì mình sẽ bước vào trong đây để mình lấy cái số tiền đó ra, và hiện tại mình đang có 44.000 đô. Đó, tôi cày từ nãy giờ các bạn, có 44.000 đô nè. Thì 44.000 đô này chúng ta sẽ có thể làm một cái bệnh viện. Để từ để xem coi, đầu tiên thì mua tường bên ngoài hả? Xây cái tường đi. Đó, ok, xây cái tường nè. Mua khu vực mới hả? Khu vực chờ hả? À đây, cái này là để cho bệnh nhân lên đây ngồi nè. Đó, dù mà bị bệnh sẽ đến đây ngồi chờ nè. Đó. Thôi nói chung là tôi không hiểu mấy cái đồ trong đây cho nên là tôi sẽ mua hết luôn nha các bạn. Đó, nói chung là mình sẽ vào đây mình mua như thế này nè, mình mua hết như thế này nè. Ấy, làm cửa, làm đồ nè, mua bàn nè, mua ghế nè, mua thiết bị nè. Đó. Ơi, có cả bác sĩ nè. Ui, mình thuê được bác sĩ luôn nè các bạn. Ok, thì sau khi mà chúng ta làm xong á, chúng ta bước vào đây thì phòng này sẽ là phòng 1 đúng không? Ok, tôi sẽ đến ngay chỗ bệnh nhân nè. Sau đó mình bấm vô người bệnh nhân, mình sẽ gửi đến phòng số 1. Đó, thì bệnh nhân sẽ đứng dậy và chạy vào trong phòng số 1 để khám bệnh. Rồi, để coi bệnh nhân vô khám bệnh sao đây. Rồi, bệnh nhân lên giường nằm nè. Đó. Ủa gì vậy? Gì vậy? Sao mới vừa nằm bệnh nhân tỉnh dậy luôn rồi? Ủa khám bệnh nhanh vậy luôn hả các bạn? Là bệnh nhân vừa vô nằm xuống một cái vậy thôi là xong luôn hả?
sao dễ vậy? Ơi, bên này cũng có một bạn bị bệnh nè, dẫn đến phòng 1 luôn. Ok. Hay chắc là tôi phải xây nhiều phòng hơn bạn ạ. Một phòng chưa đủ. Ok. Ui, mọi người ơi, ở bên này có ông bác sĩ gì mặc đồ màu vàng nhìn giống Mr. Dịch đấy. Cái này nhìn giống Mr. Dịch đấy à? Ủa mà bác sĩ mặc đồ màu vàng hả ta? Bình thường tôi nhớ là chỉ có chủ tiệm vàng mặc đồ màu vàng thôi chứ bác sĩ nào mặc đồ màu vàng ta? Hay là ở bên nước ngoài ta mặc đồ màu vàng mà tôi không biết trời. À, cái đây là căng tin để cho bệnh nhân vô đây ăn đồ ăn nè, hợp lý. Ok. Nhưng mà hình như là tiền của tôi đang kiếm khá là ít cho nên là tôi cần phải qua bên đây thuê thêm một bạn công nhân bên đây để làm cho tôi nữa. Đây, thuê công nhân với giá 6.000 đô. Ok, thuê thêm bạn công nhân nữa nè. Đấy, đủ rồi nè. Sau đó là mình sẽ nâng cấp cái máy của mình lên để cho nó xịn hơn. Cái máy này là nó sẽ biến cái cục màu xanh này thành cái cục màu đỏ. Và cục màu đỏ này hình như là được nhiều tiền hơn nè. Cục màu đỏ được nhiều tiền? Cục màu đỏ được 75 đô. Nhiều tiền hơn đó nha. Để tôi xây cho xong luôn cái căng tin nè, để cho bệnh nhân tôi có thể vào đây mua đồ ăn ở trong căng tin cho nó thoải mái nè. Thêm mấy cái bàn, thêm mấy ghế. Ui, máy bán nước tự động đồ kiểu luôn. Thêm thùng rác nè, đấy. Có thêm cả tầng 1, tầng 2 đồ luôn à. Nhưng mà bây giờ mình nghèo lắm, mình chưa có thể xây được tầng 1, tầng 2. Mua cái cửa nè, đây, cái cửa này là cửa laser nha các bạn. Cửa này để làm gì? Để chống mấy cái người ngoài mà vô trong gọi là bệnh viện của mình để cướp, các bạn hiểu không? Game này là cướp được nha các bạn nha. Đấy, các bạn biết sao cướp được không? Các bạn coi nè, đây, chỗ này mình có nguyên cái kiếm nè, thấy không? Đó. Chúng ta có thể đi qua bên nhà của người khác để chúng ta cướp đó, các bạn thấy không? Này, chúng ta đi qua thử cái nhà của bên nào đó thử nha. Ông bên này mà còn mua nguyên một chiếc xe cấp cứu luôn nè. Ông này giàu dữ vậy trời. Thôi, nhà nào cũng toàn là cửa laser cho nên là chắc là không có vào để cướp được đâu các bạn á, cho nên là thôi cất cái kiếm vô. Rồi, đóng cửa lại cho chắc ăn. Rồi ok. Bây giờ bệnh nhân ngồi đây đông thế. Đây gửi đến phòng số 1 nè. Ok, bệnh nhân này sẽ đến phòng số 1, bệnh nhân này đến phòng số 2 đi. Đó, rồi đi 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 đi. Đây, làm thêm bên này là làm thêm cái phòng bệnh đó nè. Đấy, làm nhiều bệnh viện vô cho gọi là bệnh nhân đến đây khám bệnh. Rồi ok, phòng số 3 xong luôn rồi nè. Nói chung là map này là chơi đơn giản vậy thôi các bạn, là vô xây nhà như thế này hết. Map này á, theo như mình đánh giá thì đầu tiên là hình ảnh khá là đẹp, màu sắc cũng khá là tươi sáng, khá là đẹp. Game thì cũng khá là hay, có thể vào đây làm trải nghiệm một ngày làm chủ tịch, làm giám đốc của bệnh viện kiểu kiểu vậy. Nhưng mà game này thì chơi có vẻ là khá là mất thời gian, với lại là chơi cái này mình phải cày các bạn ạ. Đó, mình phải canh, mình phải ngồi mình canh nè, mình chờ để mình cày mình lấy tiền nè, đó thì mình mới xây được những cái khác nữa. Nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ chấm cho cái game này là được khoảng 7 điểm nha các bạn. 7 điểm bởi vì nó đẹp. Còn game á thì chơi cũng nói chung là cũng không thú vị lắm. Ok. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi ok bạn ơi, thì vừa rồi mình mới vừa test xong thêm gọi là mấy con map mà mấy bạn fan vừa mới gửi cho mình trong video trước. Thì có bạn nào mà hiện tại đã comment map cho mình mà chưa được lên TV không, thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình thêm một lần nữa nha. Thì hy vọng rằng là mình sẽ thấy được comment của bạn sớm nhất để làm video về gọi là con map của mấy bạn nha. Ok, yên tâm là tôi sẽ cho tất cả mọi người lên TV nếu như map của mấy bạn hay. Ok nha. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và nếu như bạn thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Và chúc anh em một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui bên gia đình nha. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye. Hello team, hello team.